Ok, hello, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip. Nó không có liên quan tới những cái clip mà mình đã từng làm đâu nha. Đây là cho những bạn nào mà đang cần. Thì mình có dạo trong, mình học bằng máy tính mà. Nên mình hay ra dạo trong mấy cái group của máy tính á. Nhất là group của GVN rồi các thứ á. Thì mình có cảm giác như là có một số bạn mà mua card của AMD về á. Rồi sau đó than là nó nóng. Một phần là trâu cày nữa thì nó sẽ nóng thật. Thì một số bạn bảy mấy độ cũng đã kêu là nóng rồi, chứ nói chi tới mấy bạn mà tám mươi mấy độ, kẹt chín mươi mấy độ. Thì thật sự nó tới từ nhiều nguyên nhân lắm. Nó từ việc có thể là cây của cái vỏ máy tính của bạn là nó không có đủ khí, dạng như là khí nó không có đối lưu á, nó bị bí hơi hay là cái gì đó, thì nó nhiệt nó cao hơn bình thường. Rồi khi các bạn mở ra thì nó vẫn nóng á, thì nó cũng có một số cách. Mà cái cách này á, thì mình là nghĩ đơn giản nhưng mà thật sự là cũng ít người biết thật, kiểu như là một số người biết rồi đó mà và nghĩ là đơn giản nhưng mà thực chất là có một số người cũng chả biết nó. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn luôn, đó là cái này nó gọi là cái cách mà giảm lượng điện vào trong con card. Nói mà kiểu tiếng Anh mà kiểu chuyên môn á, thì gọi là undervolt, kiểu là như vậy, là các bạn giảm điện nó vào cho nó ít đi á, thì sau đó nó sẽ giảm bớt cái nhiệt đi. Cái này thì hồi mình coi trên Thiên View rồi, nó cũng đã chỉ trên laptop đã làm rồi, nhưng mà trên máy thì coi card thì các bạn vẫn có thể làm được luôn. Thì các bạn nếu mà xài card của AMD nha, thì các bạn vào đây, phần AMD Radeon Setting nè, đấy các bạn vào phần Gaming, Global Setting, Global Wattman ở giữa nè. Và mấy cái thông số này á, thì mình coi mấy cái clip trên mạng mà của nước ngoài á, thì một số người á là ta đã giảm sung ở đây luôn. Mà mình thấy thật sự có cái đó nó cũng không có, mình không biết mình có làm sai cái gì không, mà thật sự mình làm xong nó cũng không có giảm nhiệt nhiều hết đó, xung nó vẫn thế, mình cũng chả hiểu. Nhưng mà có một cái mình làm mình thấy nó được nè, đó là phần power limit, gọi là giảm lượng điện vào đó. Thì bình thường là nó để như thế này các bạn nè, để kiểu cơ bản cho các bạn luôn á, là để không như thế này đấy. Thì các bạn có thể giảm xuống tầm 10%, 20 hoặc cũng thể là 50 luôn cũng được. Nhưng mà mình thì khuyến khích là giảm tới tận 30 thôi. Thật, tới 30 thôi. FPS nó cũng tụt không có nhiều, nhưng mà nhiệt nó cũng không có thay đổi, nó nhiệt nó thay đổi nhiều lắm. Rất nhiều luôn. Thì mình sẽ chọn một cái game để lấy ra, nó vừa có những cái khung cảnh trong game mà vừa có một cái video benchmark để mình có thể show ra cái FPS nó thay đổi như thế nào nếu như mình thay đổi cái phần trăm này đó. Thì mình sẽ chọn cái game là Far Cry New Dawn. Vì cái game này nó tối ưu cho card AMD hơn là mấy con card của anh Nvidia. Đó. Thì bây giờ thì mình vào game nhé. Mình vào game mình test cho nóng nào. Mình sẽ test trước ở cái mục đích là 0% trước. À, nếu như bạn nào mà của Nvidia luôn á thì mình cũng bỏ xài của Nvidia nên mình cũng không còn nhớ nó nữa, nhưng mà các bạn có thể vào phần của MSI Afterburn nè. Các bạn có thể chỉnh ở đây. Vậy thôi. Mấy cả Nvidia gì làm cũng được, nhưng mà Nvidia thường nó mát mà. Card đồ xanh nó thường nó mát mát lắm. Nên không sao. Mình sẽ giảm cộng không trước rồi nó như thế nào nha. Hai thì mình đó, thì sau khi mà cái này là mình chưa có giảm của cái lượng điện của nó vào nè. Thì như các bạn thấy rằng là cái core clock của nó đó là nó đẩy lên gần như là mức cao nhất, ở cái mức cao nhất của con card RX 580 này luôn á, mẫu RX của mình. Và các bạn có thể nhìn thấy cái mức tiêu thụ điện rồi, 140 mấy watt, nó như thế. Và mức fan là fan của nó, mức fan của cả hai quạt á, thì mình đang để ở mức 65% cố định luôn. Và cây của mình test á, là đang trong cái trạng thái là mở mở cái mặt kiếng ở kế bên hông ra đó. Và trời bên ngoài thì là đang là thời gian là đang là buổi chiều mà ở trời Sài Gòn nữa, mà các bạn biết là trưa chiều ở Sài Gòn bây giờ đó thì là nó kinh khủng tới mức nào. Thì như bạn thấy đó, rằng là card của mình đang chạy tới cái mức là 84 độ, cái nhiệt nó cũng không có dễ chịu đâu. Nếu như bạn nào mà không quen á thì mức nhiệt này nó sẽ là khá cao đối với các bạn đấy. Và đây là nãy giờ là mình đứng ở đây đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần mà chúng ta sẽ giảm cái core của nó lại và giảm cái lượng điện của nó lại ha, để bạn coi coi nó như thế nào ha. Rồi, đây là
Hiện thấy sau khi mà mình đã giảm lượng điện của nó xuống tầm 20%, thì như bạn thấy rằng là điện của nó giảm đi khá là nhiều. Giảm giảm của nó là đi là từ 140 mấy xuống còn 115 thôi. Và xung của nó thì cũng sẽ giảm. Nó lên tầm 1.300 mười mấy là hết đá rồi, chứ nó không có nhiều 1.365 như hồi nãy nữa. Và fan mình cũng để 65%, nhưng mà nhiệt các bạn có thể thấy đó, nó giảm đến tận gần 10 độ. Đó, có khi hơn nữa tầm 73, 74 nãy giờ. Và nãy mình có để ý rằng là FPS hình như nó cũng có thay đổi một tí xíu, tại hồi nãy là mình đứng ở đoạn này hình như là nó không có dưới 70, mà lần này là có dưới 68 thôi mấy. Thì chút nữa mình sẽ có một cái video sau nữa đó là test xem benchmark, cái video benchmark thẳng ở trong cái game này luôn, rằng là để coi nó chạy như thế nào rồi nhé. Rồi, và đây là cái thử nghiệm cuối cùng của mình, là mình đã đẩy nó xuống 30%. Nên các bạn có thể thấy là mức xung của nó kìa, giảm xuống, và điện cũng chỉ ăn tầm chưa tới 100W nữa. Nhưng mà được cái các bạn có thể thấy nhiệt của nó chứ, cực kỳ mát. Bạn thấy không? Fan thì mình cứ để yên 65% vậy thôi, và nhiệt thì nó cũng như thế. Nhưng mà mình không khuyến khích các bạn là đẩy xuống thêm nữa, bởi vì chút nữa mình sẽ có một cái video mà cái benchmark mà cuối cùng của mình á, rằng là mình sẽ đẩy xuống 60%. Ý mày đẩy xuống 50% tức nghĩa là nó kiểu như là maximum á, đẩy xuống maximum á thì thật FPS nó tuột rất nhiều. Điện nó vô ít thì nó mát, nhưng mà nó FPS nó tuột nhiều lắm. Còn này các bạn có thể thấy rằng là nó tuột đâu khoảng chừng, từ nãy nếu mà mình không làm gì hết nha, thì mình đứng ở đây thì nhiều lúc nó lên được 75 FPS đúng không? Lên được đó như đó khoảng khoảng chừng 72, 73 nữa. Mà bây giờ bạn thấy đó, đi cũng khoảng 6 mấy FPS ở đây nè. Thì nó chênh lệch vậy nó không có quá nhiều. Nếu như các bạn là chơi cái game ọp như thế này, mà nhiều lúc mấy game ọp như thế này á, thì cá nhân mình thôi nha, thì mình sẽ bật vi sync lên để một cái cho nó ổn định, với lại nó cũng tại vì game này đâu cần phải FPS cao đâu, nên làm vậy cho nó làm gì đừng có tăng tuổi thọ của con cạc của bạn lên. Nếu như là cạc của bạn là cạc trâu cày nữa thì nói chung là chạy nó cũng sót, nhiệt nhìn nhiệt nó cũng sót, mà cái này là mình chỉ như nó tới chừng 67 độ gì là mát mát, quá mát luôn rồi. Thật sự á, bên ngoài nhiều lúc mình còn nóng kinh khủng luôn nè. So với mức nhiệt ban đầu bạn thấy là mình có thể nó lên được tới tầm 86, 87 độ, bạn thấy không? Giờ nó giảm tầm 20 độ. Quá lý tưởng rồi, cho mấy bạn nào mà xài trâu cày á mà các bạn cứ nói nóng. Vậy hay nha. Đó là tất cả những cái clip mà mình đã đưa cho các bạn coi đó, cái phần cuối cùng á, cái phần cuối cùng mà cái phần benchmark mình để trừ 50% đó, và đây chính là cái mức mình trừ 50% mà thực tế ở trong game của mình luôn nè. Đấy, thì như bạn thấy là FPS giờ là nó tuột thấy rõ rồi đó, chỉ còn năm mấy phần trăm thôi, cái năm mấy FPS thôi, và điện tiêu thụ cũng chỉ 7 mấy W. Đúng là nó giảm đúng một nửa của điện mà để nếu mà để cơ bản luôn á là 140 mấy, đúng không? Và xung thì nó cũng giảm luôn, chạy lèo tèo vậy đó. Và FPS thì cũng 50 mấy, khác biệt tầm 10 chứ hả, 10 FPS, 15 FPS. Tại nãy đứng đoạn này là thôi cho 20 luôn đi, nó chênh lệch như thế nhiều là 20. Thì nếu như mà cái card màn hình của bạn, dạng như cái game mà các bạn chơi á, mà nó đã các bạn
đủ cái FPS mà nó cần rồi đó. Thì mà không muốn nó cao hơn đó, thì có thể làm cách này để cho nó giảm điện lại. Nhưng thầy thấy nó nãy giờ nó chỉ có năm mấy độ à. Nó mát ngang CPU của mình nữa. Mà FPS thì nếu như bạn nào mà chơi quen cái FPS này cũng không sao. Ui, mà sao nó tới đông vậy? Có mỗi cái hồng thính thôi mà. Ui, tôi. Quỷ này. Thì tăng thính này. Thì coi tí nó có tăng lên không? Tại này mình mới vào. 57 độ vậy là quá mát rồi chứ. Thật. Rồi, bạo lực quá. Đấy, nên là nếu như mình giảm trong cái game này thì 50 mấy FPS thì mình vẫn chơi được. Tại dù sao nó cũng là game op mà. Bốn mấy giờ đồ mình chơi cũng ngon lành thôi chứ nó cũng không có vấn đề gì hết á. Không cần lắm, nhưng mà mình khuyến khích các bạn là cứ nên để nó tầm khoảng 30% là được rồi. Là mức nhiệt đó nó cũng gọi là tạm ổn trong tất cả những con cạc màn hình rồi. Thật. Mà cái con mình xài hỏi sao mà nó nóng á, là tại vì bạn thấy là con mình xài là của Giga. Mà thường là của Giga mà là nó thường nó làm tản của mấy con thường á, là mấy con WinForce á, là nó cực kỳ tệ. Quạt nó tệ lắm. Chỉ có mẫu extreme rồi đồ, hoặc là mấy mẫu mà nó có 3 fan trở lên á, thì nó mới tốt thôi. Chứ còn mấy mẫu 2 fan WinForce là coi như là thôi rồi á. Đấy, nó lên như tới 58 độ thôi, hết đá rồi. Mức nhiệt này là quá mát luôn á chứ ở. Mà FPS cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Thôi thì clip của mình cũng tới đây ha. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thấy cái clip này nó hữu ích đối với các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.